phố Sàn là một khu phố sầm uất của huyện Lục Nam. Vậy mà chỉ cách chúng ta vài bước chân thôi là một bãi rác. Không biết từ bao giờ bãi rác đã mọc lên, rất mất vệ sinh. Đã hàng chục năm trở lại đây, những biển báo cấm đổ rác đã được dựng lên. Vậy mà người dân xung quanh đây coi nó chỉ là một tấm thẻ kim loại có thể mang hạ xuống, dựng lên, thậm chí có thể bán lấy tiền. Những chiếc hồ, những dòng nước trong sạch ngày nào đã trở thành một khu chứa rác rất hữu ích. Trong vấn đề này, ai là người có lỗi? Thôi đừng nói. Các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp để giải quyết như thế nào? Đó vẫn chỉ là một câu hỏi.